Trời ơi, một nó bắn rồi. Nổ đến vậy mà chiến sâu men còn không có sức đâu rồi. Anh em ơi, nó chết rồi. Ôi da. Ôi. Ôi. Trời ơi, hôm nay tụi mình cắm trại là một ngày tuyệt vời luôn. Tại vì không có mưa vậy đó Bi. Đúng rồi, trời rất là đẹp luôn. Trời trong xanh. Còn cái gì mà không nữa. Ô, mấy em vô đầu rồi. Trời ơi, tao chạy đây. Mấy đứa đi vô chạy đi chứ. Bực bội quá đi mất đi à. Mình sắp tới, tranh thủ chuẩn bị nha. Chớ canh chuẩn nữa nha. Rồi, ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Đi mà không nhìn gì hết trơn vậy. Có mắt cũng như không mà. Trời, mắt không chán hả? Trời ơi, vui vẻ. Ở đó vui vẻ nha, bye bye. Bye, bố của tôi ơi. Lên được nè. Trời, sao đi trời. Ngày nay sao tui quá à. Ồ, ngày gì á, gặp mấy thằng khùng này nữa. Ai trời ơi là trời. Bực thiệt cái trời, đi lên vậy đó bay. Đi mát nhanh đi. Đó, đây. Chào mừng anh bạn đã đến làng của tôi. Làng của tôi á, là nó là một cái làng bình yên. Mọi thứ là rất ok luôn. Bởi vậy sắp tới á, gọi là chúng ta mà hợp tác được với nhau á, là một bộn tiền cho chúng ta đó. Ừ, tôi thấy cũng được đó. Nên tôi sẽ ký hợp đồng đó. Ờ, đây. Nếu mà ký hợp đồng như thế á, thì mời anh bạn vào nhà của tôi đây. Chúng ta làm một cái hợp đồng gì đó là ràng buộc giữa hai bên rồi. Chúng ta làm cái gì cũng phải có hợp đồng, nó mới gọi là minh bạch. Đúng rồi. Trời, tôi nghĩ là đợt này chúng ta sẽ làm ăn lớn ở đây. Đây. Làm ăn kiểu này là chỉ có lớn thôi. Anh bảo vệ cho làng tôi. Tôi sẽ cung cấp tiền chi phí để cho anh sinh sống mỗi ngày. Trời, ngồi lên đi. Đương nhiên rồi. Được rồi, thẳng sang ký hợp đồng đi. Được rồi, để tôi làm một... Tôi cuốn sách ra cái cây. Đây, anh bạn. Đó, giờ anh bạn ghi tôi các bạn hợp đồng vào đi nhờ. Rồi, đã ký rồi. Đó, anh bạn. Sẵn sàng, ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm nha. Ờ, nhớ như vậy. Ôi rồi, cái gì mà đờm dữ vậy? Giọng ngài vậy. Cái gì vậy? Ôi. Cái đầu của tôi. Trời ơi, đợi cái mũ làm bánh đi đâu vậy? Mũ gì mà mũ? Cái bánh kem mà. Cái bánh kem là sao? Thì liên quan gì? Trời ơi, đi vô cái đi, tôi đang ký hợp đồng với khách hàng. Cái gì? Sao mà nghe thấy bạo lực quá vậy? Trời, làng của tôi. Cái bị gì vậy? Làng của tôi. Tôi rắc rối lắm. Vậy là phải để cho công ty chúng tôi ra tay rồi. Chúng tôi công là công vậy? Ty bảo vệ. À, công ty bảo vệ thì tôi đang ký hợp đồng để anh kiếm người bảo vệ security cho tôi. Để tôi đi ký hợp đồng. Nhưng mà không đơn giản là bảo vệ bình thường đâu. Anh có biết một người nào tên Denji không? À, Denji. Tôi không biết. Ông lại. Sao lại không biết? Xin tự giới thiệu, tôi chính là cảnh sát diệt quỷ Gensoman. Ai? Là ai vậy? Gensoman hả? Lại là Gensoman à? Biết trời ơi. Cái mày là ai? Là mỗi trên vực Enemy à? Ừ. Đúng rồi, có sức mạnh diệt quỷ rất là mạnh luôn, có thể biến thành người cưa. Đúng. Hả? Cưa không được luôn. Nhìn bình hàng vậy mà biến thành người cưa vậy? Đừng kinh thường tôi. Đừng có kinh thường người ta. Tôi có khả năng có thể trở thành một con quỷ cưa siêu ghê gớm đó. Nhưng mà như vậy thì sao? Tôi có thể bảo vệ làng cho ông được mà. Trời ơi. Giao ông này làm tổng thống đi. Đồng thanh vậy. Không có làm gì được đâu. Cái gì nữa? Giao ông này làm tổng thống, giờ lỡ có chuyện gì thì sao? Chuyện gì đó, chuyện gì. Chứ bây giờ chị thấy là giờ em làm là cái làng có chuyện gì đó. Thấy hai cái bánh kem mà cái đầu ông. Bây giờ có giải quyết được. Thôi, nếu mọi người muốn như vậy thì ông này phải show cho tôi coi gì sức mạnh hay là cái quần gì coi cho tôi biết được. Rồi, được rồi. Đâu, được rồi. Anh thị vô sức mạnh của anh cho tôi coi coi. Bây giờ hãy xem sức mạnh của tôi đây. Ý chà. Đu. Bây giờ thì hãy đưa tôi đến chỗ của những tên ác độc đó đi. Nhưng mà không được, biến lại bình thường đây. Ủa? Tại sao vậy? Biến lại bình thường đây giờ nói. Đúng rồi đó. Bây giờ tổng thống là phải mặc đồ sao cho nó lịch sự, hiểu không? Chứ tôi mặc vest đồ lịch sự chứ tôi không đồng ý tổng thống mà mặc bộ đồ như này đâu. Mặc vest sao? Đó giờ tôi có thích mặc vest đâu, thích mặc đồ vậy cho nó thoải mái. Nhưng mà tổng thống thì phải mặc đồ làm sao cho nó lịch sự chứ. Đúng rồi, tôi là tổng thống mặc đồ rất là lịch sự luôn nha.
Đúng rồi, tổng thống Chen Sao Mai là phải mặc đồ cho lịch sự chứ trời. Nhưng mà bây giờ tôi không có đồ thì phải làm sao bây giờ? Dâm ơi, tôi sẽ mang đồ cho ông. Được rồi, đi theo đi, nhanh lên. Được rồi, hãy mang cho tôi ơi. Đi trời ơi, có chưa vậy, lâu quá trời quá đất đi trời. Đâu đâu đâu? Được rồi, tôi đến rồi đây. U là trời, tôi sau lưng mấy cha nè, mấy cha. Ủa đồ này nhìn cũng hơi xấu xíu. Ủa, ngoài sao có gì đây? Ủa, cái logo gì nằm lệch vậy? Ôi trời ơi, cái logo trên sao mình phải giơ nách lên mới thấy gì á trời. Nhìn vậy nó mới ngầu chứ. Đâu bây giờ biến hình thử cho tôi coi coi. Được rồi, sẵn sàng chưa? Ôi, chà. Nhìn ngầu đó, nhìn ngầu đó. Thôi được rồi, đi ra đây, đi ra đây, đi ra đây. Kỳ này tụi nó thấy bà tụi nó rồi. Đâu rồi, tụi nó đâu rồi? Cái đứa tập hợp hậu rồi, đi dẹp cái bánh kem trên đầu giùm tôi cái đi chờ. Thôi vô, ok, để đi vô dẹp. Ôi ơi, bây giờ còn như vậy nữa quá, nó đến đây đi. Cái gì vậy, cái gì mà ngoài làng ồn ào quá vậy? Mày qua đây mày. Biến hình lại đi, bạn biến lại bình thường mình chào hỏi nhau anh bạn. Ê, ai vậy? Anh bạn tên gì? Hôm nay tôi đến đây với một vai trò mới, đó chính là tổng thống làng sinh tố. Đây là tổng thống làng sinh tố mới mà tôi mới tuyển được. Ờ, mày lại đây, mày lại đây. Xin giới thiệu tụi mày. Ừ, đúng rồi. Ức ơ à, ức ơ à. Được rồi, bây giờ giới thiệu mình đi anh bạn. Đúng rồi. Ta chính là Gentleman. Đó giờ ta là một người mạnh nhất trong tất cả các quỷ. Nên bây giờ đứa nào mà láo tao sẽ trả tụi mày cho đỡ. Xạo à. Đấy là em ấy. Nó nói xạo kìa, được. Ấy à. Đây chính là Gentleman thật sự đó cô. Sao cái lửa nó xe nè đó kìa. Cái lửa nó xe nè đó. Gentleman đó. Cưa cái cưa cưa. Ôi trời ơi. Không mệt quá, ta không mệt anh em ơi. Đứa nào nói cái gì đâu. Chết rồi. Tóc đỏ đó, tôi đó nha. Được rồi, mày đừng có trách tao cưa cái lưỡi của mày ra nè. Vậy á nha. Trời ơi, sức mạnh Gentleman đỉnh cao mà làm tổng thống là mình nữa các bạn. Quỷ ba bếp đó. Hít quậy không? Mày hít quậy không? Cô vô đầu nó, ghê em đi cưa vô đầu nó, mày sợ. Để cái bánh kem đầu của em á. Thế vậy, bây giờ mày tự lấy cái bánh kem đó mày úp lại trên đầu mày đi. Không phải thôi thì không sẽ lấy cái người. Thưa tổng thống, em không phải là người úp bánh kem lên đầu thằng đầu xanh với là thằng đầu đỏ đó tổng thống ơi. Nhưng mà mày cũng có chung cái biệt đồ hay tụi bánh đó mà. Đúng rồi, kế hoạch của tụi bay chứ đâu ra, tao quá quen với tụi mày rồi mà. Ở đâu? Tự sát để nó trốn việc luôn rồi. Ở đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Đâu rồi, mày trốn đi là mày đừng có tên mày cái tên là căn nhà mày cũng nữa, tao bị mất tiêu không ạ. Biết rồi, đừng mà. Tất cả mọi chuyện là ông quay mày đầu á, em không biết gì đâu ta em đi. Ha mày. Bây giờ, tao không quan tâm, mày lấy bánh kem úp lên đầu không thôi thì mày sẽ mất nửa căn nhà. Được rồi, cái bánh kem, trời bánh kem ở đâu vậy? Đúng rồi, phải cho vậy nó mới sợ. Được rồi, mày không làm chứ gì. Lộn nhà. Ủa, người nhà nào là nhà của thằng đó? Nhà màu đỏ. Bậy ơi, đó. Cưa. Giờ chạy xe máy để cưa nhà mấy ông ơi. Oh my god. Xem cái máy cưa của tao có thằng. Rồi bây xong. Giờ phải đi xin lỗi những người thân thiện xin lỗi đừng quá già nữa. Ừ, không có hạnh tâm nha, tụi nó không có hạnh tâm đâu. Còn hai thằng mày nữa sao? Hai thằng hồ sinh dương nè. Được rồi, tới nhà thằng hồ sinh dương nè. Ta còn cả nhà mày gọi là Tôi xin lỗi mà đừng quá nữa. Mày có lỗi gì với tao đâu mà mày phải xin lỗi hai người kia kìa. Đúng rồi đó. Xin lỗi. Ông làm gì đó bây. Xin lỗi gì? Okay. Xin lỗi. Không, không ta. Lệch vậy. Lệch vậy, đồng thanh mà hơi lệch nha. Lệch vẫn là lệch. Thôi dẹp đấy, dẹp đấy, mệt quá. Không, trời ơi. Trời ơi, đồng thanh. Đúng rồi. Ông đừng có bị tụi nó dụ, lát nữa tụi nó cho đồng vô cái hố này. Tới giờ nãy tôi bị á. Không có đâu,
không có đâu. Hay tôi thấy nãy giờ là mấy cái hình phạt này nó bị nhẹ, không hiểu không? Mình có một cái hình nhẹ phạt gì mới xứng đáng cái tuổi này được, tại vì những hút đi cái gì trời ơi, nhà lần trước rồi. Căng thẳng lắm. Đúng rồi đó, mình căng thẳng rồi. Thì ra là các người muốn căng trọng. Ôi 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 đúng vậy. Thôi các ngươi làm tao buồn mắt quá vậy? Đi trời ơi gì vậy trời, trời ơi trời ơi ơi mấy cô gái hãy ta có ngầu không nào? Trời ơi đương nhiên là được rồi, ta rất là mê gái nên là hãy cô hãy đi theo ta đi. Tổng thống mà mê gái là sao ông nội? Ủa kệ ta, ngươi vô duyên. Thôi được rồi, đi uống trà sữa cho ta nào. Trời đất ơi, tổng thống làng của tôi đó mấy bạn à. Ta mê gái là sao trời? Đó, mình lấy giặt sữa. Cái gì vậy trời? Đây, nhanh nhanh. Ôi, tụi nó không mặc đồ vô luôn, tụi nó còn đi ra đường nữa kìa các bạn. Hình như tụi này định đi đâu vậy ta? Nhanh lên tụi bay ơi, nhanh lên, lại đây, lại đây, lại đây. Trời tao. Trời ơi, tao đang trôi nè, tức muốn chết. Trời ơi, tụi bay sao yếu vậy, không có tao là không làm được gì hết trơn vậy. Mày nghĩ mày là gì đó? Chính xác rồi đó. Tao có một kế hoạch rất là ghê tởm, ghê gớm được rồi, vô đây để tao bàn kế hoạch nào. Ồ, oh, tụi nó có kế hoạch gì à? Nào mình coi coi. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị vũ khí hạng nặng với lại xe cộ đời để mình tiêu diệt cái thằng mới đó. Được. Được được. Nó như vậy. Chắc không ơi. Xong mẹ nó mới không không chịu nổi. Đúng rồi, ba cái cưa đó làm sao mà lại súng của chúng ta được. Đúng rồi, giùm ba cơ. Rồi chuẩn bị đây. Rồi chuẩn bị hết trơn rồi. Chuẩn bị đây, lấy cưa đây. À, mấy thằng này có vẻ căng, có vẻ căng. Tại giờ đang chuẩn bị súng đồ được kìa các bạn. Không biết tụi nó sẽ làm gì nữa. Thôi bây giờ mình chạy qua để mình hỏi Chainsawman nữa coi. Coi anh bạn Chainsawman này sẽ xử lý tụi này như thế nào đây các bạn. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ở đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thấy rồi, đang uống trà sữa bút lông nè. Ôi. Quay 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 Denji, Denji gì đó ơi. Gì vậy? Dạ. Đang vui vẻ như vậy. Trời ơi, tới công chuyện rồi. Vụ gì, vụ gì? Trời ơi, tôi mới đi qua nhà của tụi nó. Tụi nó đang lập kế hoạch để xử tụi mình đó. Nó xử ông đó là tụi nó chuẩn bị súng hạng nặng như tao lưa á. Ghê hả? Thôi kệ, sao đâu. Trời, thôi kệ không sao hả? Ờ, khi nào mà tụi nó đến đây thì tiếp chứ giờ đợi qua kiếp tụi nó mệt lắm, không tụi nó chết nữa. Trời. Ông không, ông chủ quan không vậy, chủ quan vậy. Trời ơi, tôi nhận được đâu luôn. Trời ơi, sao? Bài đặt có gái này thể hiện hả? Thể hiện cái gì đó là kỹ năng của tôi rồi đó, đẳng cấp của tôi rồi, không cần sợ. Trời ơi, tổng thống này ngon quá, tổng thống này láo chỉnh chòe quá các bạn ơi. Mình thông báo trước cho trả, mình trả còn không chịu nữa. Gì vậy? Ủa, mày chết lại men đâu rồi. Dừng lại coi, dừng lại nói chuyện cái coi. Dạ, đi đây. Mày xách súng đâu vậy? Sử dụng Chainsawman. Sử dụng Chainsawman luôn. Tại sao xử thằng Chainsawman? Tại vậy nó ăn hiếp anh em của tao. Đúng rồi, tao đi trả thù vậy. Nó trong giọng là mày nhắm mày làm được gì mày làm đi. Rồi, lên xe em ơi. Để mày làm gõi nó đi em ơi. Làm gõi luôn đi. Rồi rồi, ủa Chainsawman nó mất tiêu rồi. Ủa Chainsawman đâu rồi? Má thẻ mẹ nó mất tiêu rồi. Ảnh đâu ta? Bố mày ở sau lưng tụi mày nè. Nó sao lên kìa, bắn cái gì vậy? Mày bắn ai vậy? Ôi, một nó bắn nổ đến vậy mà chính Superman còn không có thương hại luôn. Đi qua này nó chết rồi. Ôi dạ. Ủa mình mày hả con? Ê, tao chạy trước an toàn. Đến viện trợ anh em. Đây chi, chơi đây, đây, tao chạy. Chạy. Đi đâu vậy? Mày sao? Mày làm sao? Trời ơi, các bạn thấy không? Trước mặt mình luôn à? Sao phải nhà tôi? Chuyện gì nữa vậy? À, chết rồi, quên nữa, sức mạnh của tôi quá đà nên tôi không kiểm soát được. Trời ơi là trời. Làm lại đi. Anh em ơi, mình tập trung vậy nha, nó không dám ra tay với mình đâu. À,
Ok. Được rồi, bây giờ tụi bay muốn làm gì vậy sao? Tao sẽ chém đứt giáp mày luôn. Ây cha. Ôi ôi. Giáp luôn. Còn đúng cái quần sẽ. Còn cái gì nữa không? Ôi trời ơi. Nó mạnh quá sức tưởng tượng rồi, chạy thôi. Nó chạy ra. Thấy chưa, tôi nói rồi mà sức mạnh của tôi không cần. Trời ơi, chuyện gì đâu. Nhưng mà ông không ngăn chặn nó như vậy, nhiều khi nó làm hại tới thành phố của tôi sao? Hả? Làm hại cái gì cơ? Bây giờ tôi nó sợ tôi rồi nên tôi nó không làm gì tôi đâu. Trời ơi, ông đi theo tôi. Nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, đi theo làm cái gì? Ông coi những gì ông đã làm nè. Nếu mà ông ngăn chặn nó sớm thì không có cái chuyện này xảy ra. Ai làm gì mà khủng khiếp vậy? Thôi ai còn ai làm gì nữa, cái trận chiến của ông với tụi nó đó chứ gì nữa. Ồ vậy hả? Trời ơi. Trời ơi, cái làng tôi giờ còn cái làng đâu? Dạ. Anh phải kêu tụi nó làm công ớt, cho tụi nó xây lại cái làng đi. Ừ đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, để tôi đi bắt tụi nó cho. Đợi tôi xíu. Trời ơi, giờ bắt tụi nó biết tụi nó đâu ta? Trời ơi, ông định làm gì tụi nó vậy? Đâu, tôi làm rồi mà. Làm rồi hả? Trời ơi, cái gì là vậy? Dạ, cậu ơi. Cậu ơi. Cậu ơi, cái body đâu tiêu rồi. Cái đâu rồi? Không, đâu, tay tôi đâu, chân tôi đâu. Ôi ơi, cậu ơi. Trời ơi. Còn mỏi cái đầu à. Vui quá à, nhìn này trời vui. Trời ơi, không có vui, không có vui. Ôi ơi, con cậu. Cậu ơi. Còn mỏi cái đầu, sao mày được, con mỏi cái đầu, ghê quá à. Cậu ơi. Ôi ơi, tụi nó còn kết hợp với nhau nữa kìa. Cậu đây. Ai? Nặng quá. Bây giờ sẽ không có cách nào để cho tụi bay gắn đầu lại đâu, tại vì tao là cái lưỡi cưa tao nó rất là bén. Trời ơi. Chẳng lẽ tôi sống đâu. Ông trời đó, tụi tôi sẽ trả thù. Đi lên em. Đúng rồi. Trời ơi, còn mới cái đầu mà trả thù gì trời. Trời, không biết là nó làm gì ta nữa. Ơi, mấy thằng này nó điên thiệt rồi. Ủa mà giúp mi nó mất tiêu ơi. Không biết luôn. Ủa? Trời ơi, bà nội này trốn đi vệ sinh rồi, thấy gì rồi? Hey, ủa, Jimmy đi đâu lâu dữ ta? Trời ơi, dân chơi. Ủa, thò đã tới rồi đây. Cái gì vậy? Cái gì? Dạ, thò đã tới rồi. Dạy đi đâu đi? Gì vậy? Cái gì vậy? Wow. Quỷ đầu cuốc. Quỷ tay cuốc. Quỷ tay cuốc. Mày là quỷ cuốc đầu cuốc gỗ. Đúng rồi. Chơi đúng hẹn luôn nha. Quỷ đầu rìu nữa hả? Giờ quỷ đầu kiếm nữa hả? À, quỷ đầu bây kiếm giờ, đây. Ôi trời ơi. Trước khi tụi tao tự nổi dài. Mày cây đầu kiếm anh non. Nắm cây chùm lại. Ê, tôi đầu hàng. Tôi đầu hàng. Ôi trời ơi. Quỷ đầu làm á. Quỷ đầu kiếm nè. Ông ra phòng mày đánh lén hả mày? Ôi quần quỷ. Chào tay đồ đạc. Tay đâu biết chừng nào bọn mày mới tỉnh ra. Trời ơi. Trời ơi. Tôi là người mạnh nhất gọi là trong những loài quỷ sao? Mày đứng yên đó. Tôi đó. Đi theo của tao đây. Hay cha. Tiếp ơi. Hay cha. Cha. Trời. Nó đánh lộn nhau gì vậy? Em không đợi ai. Móc vô cái đầu mày nè. Chết. Cha. Bọn này. Mày bị thiệt chứ. Ôi ơi. Móc vô cái đầu mày nè. Ôi, nó chặt kìa. Ôi, chặt nó hủ kìa. Nó dùng cái đầu nó cương nó hủ luôn kìa. Trời ơi, tổng thống rồi. Sao nó quýnh tao hoài vậy? Ôi trời ơi, tổng thống này diễn hài hay gì trời. Cái gì á? Ôi trời. Thôi. Không làm gì cũng chết nữa vậy trời. Sao bọn này cùi bắp quá đi à. Thôi được rồi, mấy em đi uống trà sữa tiếp thôi. Ôi là trời. Trời ơi, các bạn thấy tổng thống trên sau này như thế nào? Hãy comment bên dưới nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mấy video tiếp theo. Bye bye.